Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Đặng Thùy Dương để gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện có tựa đề Lòng Người. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống vô cùng là nguy hiểm dành đến cho cô gái Ngọc Lan. Và liệu rằng cái kết của câu chuyện này như thế nào? Chỉ còn hai tập truyện nữa thôi. Thế nên quý vị hãy luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diễm nhìn qua khung cửa sổ căn hộ mà mình đang sống thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nhưng vô cùng đáng ghét. Trong thâm tâm, cô ta muốn người đó phải chết để cô ta có thể chiếm được toàn bộ tài sản và quyền lực từ bố mẹ của mình sau khi họ qua đời. Người đó không ai khác chính là em gái sinh đôi của Vương Diễm, người được bố mẹ yêu thương không khác gì cô ta và được hưởng 50% tài sản của họ sau này. Từ khi còn bé, Vương Diễm rất ghét em gái của mình về những chuyện còn con ví dụ như khi em gái cô ta được mẹ mua cho một sợi dây chuyền kim cương cô ta đã tranh giành bằng được và còn mua chuộc người giúp việc để tạo nên một tội ác khủng khiếp so với độ tuổi của hai chị em lúc đó kết quả là em gái của cô ta bị đưa vào trường nội chú dành cho con nhà giàu và chỉ được về nhà vào dịp cuối tuần sau này khi cả hai chị em lớn hơn một chút bố mẹ định đón cả hai chị em về nhà thì vương diễm lại bày kế để ngăn cản kết quả em gái cô ta bị đưa sang anh du học thi thoảng mới được về mỹ thăm gia đình ngày trước thì còn dùng kế ly gián được bây giờ không còn cách nào khác để ngăn cản bố mẹ không gặp cô con gái thứ hai đã vậy vương diễm sẽ ra tay để trừ khừ con bé đó giống như đã từng làm với ngọc hà không ai có thể tranh giành với cô ta dù đó là người thân ruột thịt vương di là em gái sinh đôi của vương diễm thi thoảng lại chiêu người chị gái bằng việc nhìn qua cửa sổ và nháy mắt ngụ ý khiêu khích cô ta về sự có mặt của mình là chị em sinh đôi nhưng hai người không hề thân thiết giống như hai anh em cung và phến lẽ ra vương di cũng không ghét vương diễm nhưng mà cô cảm thấy nếu như mình không đề phòng người chị này thì có ngày mình giống như ngọc hà mất tích một cách bí ẩn rồi lại phát hiện ra đã chết ở một nơi nào đó. Thời thơ ấu của Vương Di là những ngày sống xa gia đình. Nhưng với bản lĩnh được di truyền từ người bố của mình, nên ý chí của cô ta càng trở nên mạnh mẽ sau những lần bị Vương Diễm sở thủ đoạn hãm hại. Từ ngày còn bé đến nay, thi thoảng Vương Di vẫn nhớ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ khi cô được mẹ tặng cho sợi dây chuyền kim cương. Vương Diễm sau khi giành được, đã chủ động trả lại cho cô nhưng sau đó lại lén lút mang nó trở lại phòng của cô và gây ra một vụ hỏa hoạn cho chính bản thân cô ta để vu oan cho vương di từ đó bố mẹ đưa cô đến trường nội chú để tránh mâu thuẫn với chị gái những tường kịch bản đó chỉ được dùng một lần vậy mà sau này vương diễm còn soạn lại khi mời bạn về nhà chơi và hôm ấy cũng có sự có mặt của vương di thế là cô bị đuổi khỏi nhà lần hai bây giờ mới được trở về sống cùng với bố mẹ vương di lúc này lầm bầm trong miệng chị gái à em sẽ không để cho chị tự tung tự tác nữa đâu chị đã coi em là kẻ thu hù thì em cũng không cần coi chị là người thân đêm nay vương di mơ thấy mình gặp một vụ tai nạn khủng khiếp cô mơ thấy mình bị mắc kẹt trong xe ô tô nhưng mà chiếc xe lại mắc trên một bụi cây trên một vách núi trong mơ cô nghe thấy tiếng nói của Vương Diễm. Đổ xăng đốt tất cả đi. Tôi muốn chắc chắn nó phải chết. Bố mẹ tôi đã qua đời. Tôi muốn mình là người thừa kế duy nhất. Cờ nác mộng làm cho Vương Di tỉnh giấc giữa đêm. Cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ nhất hình bóng của Vương Diễm. Giờ này chắc chắn người chị gái độc ác của cô đang ngủ say. Đèn sáng bên đó đã tắt. Chỉ còn mỗi ánh sáng từ ngọn đèn ngủ hắt ra mà thôi chắc là vương diễm đã biết đến sự hiện diện của em gái mình nhưng không thể làm gì cô được bởi vì bố mẹ của hai chị em cũng biết vương di tới việt nam và bản thân vương di đi đâu cũng có người đi theo để bảo vệ nên là chị gái cô ta không thể làm gì để hãm hại cô được ánh mắt của vương di đang nhìn chăm chú vào khung cửa sổ căn hộ của vương diễm thì cô giật mình khi nhìn thấy có bóng người đi lướt qua bên trong căn hộ đó là một người phụ nữ có khi nào đó là chị gái của cô không không giống dã người đó có vẻ gầy hơn tóc xoăn chứ không phải là tóc thẳng trong đầu của cô nghĩ đến những điều ma quỷ có khi nào đó là linh hồn của ngọc hà hay không tuy chị gái cô chưa từng bị công an mời lên điều tra về cái chết của ngọc hà nhưng mà cô tin chắc chị ấy có liên quan đến chuyện này bởi bản chất của chị ấy rất đáng sợ sẵn sàng hãm hại cả em gái của mình thì một người xa lạ như ngọc hà đâu có gì để cho chị ấy chùn tay vương di thậm chí còn nghĩ sẽ có một ngày mình khang cũng trở thành một vật hy sinh trong tay của vương diễm nhất là khi chị ấy có thể tìm được một người đàn ông phù hợp mấy ngày nữa bố mẹ sang việt nam rồi cô phải tranh thủ nói chuyện với họ và chứng minh cho họ thấy khả năng của cô cũng không thua kém gì vương diễm để họ không coi cô là đứa con út vô dụng và họ sẽ giao quyền lực cho cô hoặc ít nhất là cho cô quyền điều hành một chi nhánh ở nước ngoài nói về ngọc lan sau biến cố kinh hoàng thì cô trở lại trường học như bình thường cố gắng tỏ ra mình lạc quan trước mặt mọi người và không biểu lộ tài năng đặc biệt để tránh bị nghi ngờ cùng đã chết tạm thời vương diễm sẽ chưa ra tay hãm hại cô bởi vì không muốn bị chú ý. Thế nhưng Ngọc Lan không ngờ thiên minh lại vì bảo vệ cô mà trở thành mục tiêu hãm hại của người đàn bà độc ác đó. Sau khi tan học, Ngọc Lan về nhà một mình bởi vì Minh Anh có việc về trước. Trên đường về nhà trò cô vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho mình cùng với hai chú mèo. Trong lúc chọn đồ, cô vô tình đụng phải Vương Di, khiến những món đồ trên tay của cô rơi hết xuống đất thấy như vậy ngọc lan vội vàng cúi xuống nhặt giúp và luôn miệng nói lời xin lỗi xin lỗi chị tại em không để ý không sao đâu lỗi tại chị không nhìn trước nhìn sau sau câu nói này ngọc lan giật mình vì có một luồng điện chạy dọc sống lưng cảm giác này chỉ xuất hiện khi ngọc hà muốn cảnh báo cho cô biết một điều gì đó cơ thể ngọc lan bỗng ngây ra nhìn vương di vương di nhìn thấy cô gái này có biểu hiện lạ thì hỏi luôn cô gái em làm sao thế à em không sao giọng nói của chị rất quen hình như em nghe thấy ở đâu rồi vậy sao chị thì chưa từng gặp em bao giờ có khi nào em đã từng gặp chị gái của chị không à mà khoan chồng em rất giống một người mà thôi bỏ đi vương di nhìn thấy giống ngọc hà nhưng lại không muốn nhắc đến một người đã chết chị gái của chị sao trông chị ấy như thế nào ạ à? ừ, trước đây thì trông rất là giống chị nhưng bây giờ thì khác hẳn khác một trời một vực thế chị có ảnh của chị ấy không có thể em đã gặp chị ấy rồi mà em không nhớ ừ. thực ra thì chị không lưu ảnh của chị ta trong máy quan hệ của chị và chị ta không được tốt cho lắm Vương Di nói xong Mang đống đồ của mình ra quầy thanh toán Và tất nhiên Ngọc Lan cũng vậy Tại sao lại thế hả chị? Em cứ tưởng chị em Thì phải có quan hệ tốt chứ à Đó là chuyện của những người khác Chứ không phải là chuyện của bọn chị Em hiểu rồi Mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Em xin lỗi vì đụng đến nỗi buồn của chị Không sao đâu của tôi hết bao nhiêu tiền? Dạ của chị hết 3 triệu 500 nghìn. Cô có tính tiền luôn cho tôi nhé. Ngọc Lan nói thêm. Dạ vâng, chị đợi em một chút. Người thu ngân đang nhận tiền từ tay Vương Di và tìm tiền trả lại. Vương Di đưa 3 triệu 6 và nhận lại 100 nghìn từ tay nhân viên thu ngân. Sau khi phục vụ Vương Di xong, cô nhân viên mới tính tiền cho Ngọc Lan và nói của Ngọc Lan hết 300 nghìn. Ngọc Lan móc ví ra tìm tiền nhanh chóng nhưng trong ví của cô chỉ có hơn 200 nghìn Sáng nay cô đã quên Không cho thêm tiền vào ví Xe máy thì bị hỏng Nên cô phải đi xe buýt đến trường Ngọc Lan thấy mình không đủ tiền Thì nói với nhân viên thu ngân À tôi Tôi trả lại gói mì ống này Nhưng chưa nói dứt câu Thì Vương Di giơ tay ngăn lại Và đưa tờ 100 nghìn Vừa được nhân viên trả lại Coi như là tôi trả thay cho em ấy Ngọc Lan thấy vậy thì nhất định không nhận. Nhưng Vương Di vốn rất phóng khoáng, nên chỉ cười và nói luôn. Em cứ cầm lấy, coi như hôm nay chị cho em mượn. Lúc nào chị gặp khó khăn, em trả lại cho chị nhá. Vâng, em em cảm ơn. Chị đúng là tốt bụng ạ. À? Có cái gì đâu. Vương Di xách túi đồ ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa hỏi Ngọc Lan. Em đang là sinh viên à? Dạ vâng, Em đang là sinh viên khoa điêu khắc của trường đại học mỹ thuật. Thế thì chắc là em khéo tay lắm. Hôm nào em nặn cho chị một bức tượng, có được không? Chị trả công hậu hĩnh cho em. Dạ vâng, em chỉ sợ chị không hài lòng thôi ạ. À? Chị tin ý, là em sẽ làm cho chị hài lòng. Mà em đi bộ sao? Dạ vâng, xe máy của em bị hỏng. Hôm nay em đi xe buýt đến trường. Em chào chị, xe buýt của em đến rồi. Nhưng mà nhà em ở đâu? À, em ở khu... XZ à? Em lên xe đi, chị trở về. Chị cũng tiện đường qua đấy. Ngọc Lan cảm thấy e ngại trước sự tốt bụng và nhiệt tình của người phụ nữ xinh đẹp này. Và muốn từ chối. Nhưng Vương Di cứ ép Ngọc Lan lên xe cho bằng được. Trước mắt của sinh viên là một chiếc xe màu đen sang trọng, đời mới nhất. Chứng tỏ người phụ nữ này phải rất giàu có. Có thể là một nữ danh nhân thành đạt, giống như Ngọc Hà. Khi cả hai người lên xe, Vương Di mỉm cười nói với ngọc lan không hiểu sao mới gặp em mà chị lại có cảm tình với em em không giống những người ở xung quanh chị em em cảm ơn em thấy chị rất gần gũi chị có phải là doanh nhân không ạ không chị chỉ là một cô tiểu thư vô dụng nói đến đây vương di bật cười lúc này điện thoại của cô ta reo lên là mẹ của cô đang gọi video cho con gái của mình xin lỗi chị phải nghe điện thoại một chút nhé dạ con nghe vâng vâng con đang trên đường tới vâng ạ à, bố với mẹ với chị cứ ăn trước đi ngọc lan nhìn lướt qua màn hình mẹ của vương di là một người phụ nữ xinh đẹp giống như con gái của mình cô bỗng giật mình khi nhìn thấy gương mặt của vương diễm cũng xuất hiện trên màn hình dù chỉ là lướt qua vậy ra người phụ nữ này chính là em gái của vương diễm kẻ thù của ngọc hà và cũng chính là kẻ thù của cô. Bố, mẹ! Vương Di vừa đến đã lao vào vòng tay của song thân và nũng điệu với họ khiến Vương Diễm rất khó chịu. Hai chị em bằng tuổi nhau, gần 30 tuổi rồi, đâu còn là con nít mà con bé này lại có thể làm nũng giống như cách đây hơn 20 năm về trước. Vương Di nhìn thấy nét mặt khó chịu của chị gái mình thì cô vô cùng hài lòng cô muốn chọc cho chị ta nổi điên lên nhưng lại không thể làm gì được mình bố mẹ phải bảo vệ cô và cô cũng không để mình mắc bẫy vương diễm giống như trước đây nữa cái con bé này hẹn có mặt lúc 7 giờ tối sao mà con đến muộn thế hả bà phượng mẹ của cặp song sinh lên tiếng trách yêu con gái con đi mua ít đồ với lại trên đường đến đây con bị tắc đường ạ à? Vương Diễm lúc này lên tiếng Chê trách em gái Em ấy lúc nào cũng như vậy Mẹ biết quá rõ còn gì Thế này thì làm sao sau này em ấy có thể đảm nhiệm được công việc của bố mẹ giao cho Thế là chị chưa đọc báo Kinh tế quý này rồi Công ty Lady của em Tăng trưởng 30% đấy Khá ấn tượng nhỉ Nhưng đâu có bằng che về phết của chị Gần 40% cơ mà Hai công ty làm ở hai lĩnh vực khác nhau Chị nói như vậy Em không phục đâu à Ông Vương, chủ tịch hội đồng quản trị Của tập đoàn Darren lên tiếng Thôi được rồi Đây không phải là lúc hai chị em cãi nhau Ăn đi Mà Vương Di này, vừa ăn vừa kể cho bố mẹ nghe Về cuộc sống của con ở bên anh đi Dạ chị chưa giới thiệu với con Anh rể mà bố mẹ Anh là chồng sắp cưới của chị gái em Có phải không Anh đúng là đẹp trai Thảo nào lọt được vào mắt xanh của chị gái em vương di lên tiếng khen ngợi minh khang nhưng giọng điệu lại chứa đầy sự mỉa mai cô không tin người đàn ông này có tài năng để bước chân vào gia đình của cô và chắc chắn bố mẹ cô không bao giờ đồng ý anh à đây là vương di em gái của em còn đây là minh khang chồng sắp cưới của chị rất hân hạnh được biết em anh là minh khang tổng giám đốc của công ty ông vương rõ ràng không hề thích cậu con rể này thôi thôi được rồi cậu mau ngồi xuống đi thế là minh khang đành phải ngồi xuống trong lòng thì tràn đầy sự hậm hực khi mà anh chưa hề nói hết câu từ lúc mới gặp cặp vợ chồng già này không hề ưa hắn họ nhìn hắn bằng nửa con mắt như thể hắn là một kẻ ăn bám một con ký sinh trùng con gái của họ vương diễm đưa mắt nhìn ly của bố mẹ mình đã nhìn thấy vơi đi một nửa thì nhắc nhở minh khang anh mau đứng lên rót rượu cho bố mẹ em đi thế là hắn đành phải đứng dậy hôm nay hắn cứ nghĩ mình sẽ được đối xử như con cái trong nhà thế mà cuối cùng lại thành một kẻ hầu bàn vợ chồng ông vương không thích có người lạ đứng kè kè bên cạnh khi mà họ đang ăn uống thế nên không mấy khi họ ra nhà hàng chỉ trừ khi có việc quan trọng và đưa theo cả người giúp việc thế nhưng hôm nay chính vương diễm là người nói với bố mẹ mình không cần đưa người giúp việc đi cùng bởi vì cô ta muốn minh khang là người làm việc đó sau khi rót xong một lượt minh khang trở về chỗ ngồi của mình hắn ngồi xuống cố làm bộ mặt vui vẻ nhưng trong lòng đang vô cùng tức giận hắn không muốn ở lại bữa tiệc này thêm một giây một phút nào nữa nhưng mà phải cố gắng nhẫn nhịn bà phượng vốn là một người phụ nữ sắc sảo thế nên bà ta nhìn thấu được bản chất của minh khang bây giờ con gái thứ hai của tôi đến tôi lặp lại một lần nữa tôi không ủng hộ chuyện giữa cậu và con gái của tôi kìa mẹ dạ thưa cô cháu thật lòng yêu thương vương diễm xin cô chú hãy tin tưởng cháu nhất định cháu sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái của hai người chẳng có người đàn ông nào không nói những lời hay ý đẹp trước mặt những người lớn tuổi khi muốn cưới con gái của họ tôi là người chỉ nhìn vào hành động tôi biết cậu đã từng có một người vợ nhưng người vợ đó đã chết một cách đầy bí ẩn và bây giờ cậu đang tiếp quản vị trí của cô ta trong công ty vợ cậu là trần ngọc hà một nữ danh nhân thành đạt và bản lĩnh trên thương trường cô ta có một kết cục đáng thương vậy thì có gì đảm bảo sau này con gái của tôi không gặp chuyện tương tự như vậy chứ lúc này minh khang thầm nghĩ trong lòng <laughs> vợ tôi chết là do âm mưu của con gái bà nếu thời gian trở lại hắn sẽ không bao giờ giết hại ngọc hà để đến với vương diễm người đàn bà mưu mô thâm độc này hắn lên tiếng dạ thưa cô vợ cháu là một người phụ nữ không tốt cô ấy bỏ cháu đi theo người khác và nhận được một kết cục không mong muốn cháu tin vương diễm không phải là người như vậy đủ rồi thôi anh rót rượu cho bố mẹ em đi vương diễm lúc này phải lên tiếng bởi vì không muốn để lộ mọi chuyện. Thế là Minh Khang đành phải làm theo lời nói của cô ta, như một tên hầu bàn. Thế nhưng trong lúc rót rượu cho bà Phượng, hắn giật mình làm đồ rượu lên người của bà, khiến cho bà la oai oai. Cậu làm cái gì thế? Ướt hết đồ của tôi rồi. Cậu muốn trả thù tôi chứ gì? Đồ hèn mọn này. Cháu xin lỗi cô. Tại cháu không cẩn thận. Cháu, cháu xin lỗi. Vương Diễm thấy như vậy thì đứng lên, đi ra chỗ của Minh Khang và kéo hắn ra ngoài. Cánh cửa phòng VIP vừa mới đóng lại. Cô ta lên tiếng, trách mắng Minh Khang. Anh làm sao thế? Có mỗi một việc rót rượu mà anh làm không xong. Anh có biết như vậy là ấn tượng của bố mẹ đối với anh càng ngày càng xấu đi không? Anh xin lỗi. Nhưng anh nhìn thấy Ngọc Lan ở màn hình điện thoại của Vương Di. Em gái của em đang nói chuyện với cô ta qua Zalo lô cái gì cô anh nói thật chứ anh không phải là sai quá mà nhìn nhầm đấy chứ không anh không nhìn nhầm anh thề thôi được rồi lát nữa em hỏi chuyện nó đứa em gái vô dụng của em đúng là chỉ có giỏi gây chuyện thôi sau khi tàn tiệc ông bà vương trở về căn biệt thự cao cấp mà họ mới mua khi sang việt nam còn hai chị em vương diễm và vương di lại có thêm một cuộc nói chuyện với nhau vương diễm đem chuyện mình khang nhìn thấy để hỏi em gái của mình thì vương di không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận ơ hay em kết bạn với ai là chuyện của em chị không có quyền quản lý cuộc sống của em và tốt nhất chị nên quản những thứ thuộc về mình chị chỉ lo cho em thôi em lại gặp những người không tốt và điều đó ảnh hưởng đến em đến cả gia đình của chúng ta Em sẽ không làm gì để thanh danh của gia đình chúng ta bị ảnh hưởng. Thôi nhá, em về đây. Tạm biệt chị, tạm biệt anh rể nhá. Ừ, em đi cẩn thận. Mà này, nhớ nói tốt về anh trước mặt cô chú. Họ đang không có cảm tình với anh. Ơ, à, đó là chuyện của anh chứ. Em không thích quan tâm đến chuyện của người khác đâu. Anh rể tương lai à? Nói xong Vương Di lạnh lùng quay lưng đi để lại sau lưng ánh mắt lạnh lùng của vương diễm và nét mặt đầy mưu tính của minh khang hắn biết không thể nào thuyết phục được bố mẹ của vương diễm hơn nữa họ cũng là trở ngại trong việc hắn thâu tóm quyền lực và tài sản của gia đình chỉ bằng xử lý đôi vợ chồng đó cho rồi sáng hôm sau hắn được bà phượng mời ra một quán cà phê gần căn biệt thự của hai vợ chồng bà để nói chuyện cơ hội đến sớm hơn minh khang dự tính hắn sẽ bày mưu tính kế để thủ tiêu người đàn bà này minh khang đến sớm hơn so với giờ hẹn chừng hai mươi phút sau bà phượng đến nhìn thấy hắn ngồi trong quán cà phê từ lúc nào thì nói ra một câu châm biếm xem ra cậu cũng là một người biết phép lịch sự đấy chứ cũng phải thôi cậu có xuất thân tầm thường thì cũng nên biết thân biết phận một chút nghe những lời nói ấy của bà phượng làm cho minh khang cảm thấy uất hận Người đàn bà này từ lúc mới gặp đã coi thường hắn. Điều này không bao giờ thay đổi. Tuy trong lòng đang tràn đầy sự căm ghét, nhưng Minh Khang vẫn tươi cười, kéo ghế cho bà Phượng rồi lên tiếng hỏi. Dạ, cô uống gì ạ? Một nước cam ép. Lấy nước cam tươi được đưa đến cho bà sau 5 phút order. Bà không tỏ ra khách sáo mà nói với Minh Khang. Cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? để buông tha cho con gái của tôi kìa cô cô nói gì cháu không hiểu <laughs> cậu đừng có giả ngây giả ngô tôi biết hết về con người của cậu tôi không tin cậu thật lòng yêu thương con bé nhà tôi kìa cô cô đừng nói như vậy chúng cháu thật lòng yêu thương nhau <laughs> thật lòng yêu thương nhau chẳng phải cậu nói với câu này với ngọc hà người vợ trước đây của mình rồi sao thế rồi kết cục của cô ta thế nào tôi không muốn con gái nhà tôi phải chịu một kết cục như vậy dạ thưa cô chuyện với ngọc hà là chuyện của quá khứ cô ấy bỏ rơi cháu để đến với một người đàn ông khác và phải gặp một cái kết đau thương trong thời gian ấy cháu gặp gỡ với vương diễm và thật lòng yêu thương cô ấy cháu mong cô hãy tin tưởng cháu cậu tưởng tôi có thể tin vào những lời nói của cậu sao cậu có được ngày hôm nay cũng là nhờ ngọc hà sau đó cậu lại bám lấy con gái của tôi gia đình họ vương chúng tôi không phải là nơi một người tầm thường có thể bước vào và tốt nhất cậu nên chia tay con gái tôi tôi không để cho cậu thiệt đâu tóm lại là cậu muốn bao nhiêu mình khang im lặng không nói gì người đàn bà này lúc nào cũng cậy mình giàu có mà khinh thường hắn thay mình khang ngồi yên bà phượng lại tiếp tục lên tiếng nếu như tiền không đơn giản là thứ cậu muốn thì tôi có một lời đề nghị như thế này Tôi có mấy người bạn cũng tầm tuổi tôi đấy. Người thì quá chồng, người thì sống theo kiểu đồng sàng dị nghĩ với chồng. Nếu như cậu muốn tôi, tôi giới thiệu cậu với họ để làm quen. Quen với họ, cậu vừa có tiền lại vừa có quyền. Cậu thấy thế nào? Mình Khang bóp chặt bàn tay khi nghe bà Phượng nói ra một lời đề nghị đầy tính xúc phạm như vậy. Bà ta coi thường hắn là một tên trai bao sao? Minh Khang im lặng vì tức giận, không nói thêm lời nào nữa. Còn bà Phượng thì không quan tâm đến cảm xúc của hắn, thản nhiên đứng dậy và nói tiếp: "Cậu cứ suy nghĩ đi. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước." Bà Phượng xách túi bước thẳng ra ngoài cổng. Được mấy bước thì điện thoại trong túi sách của bà reo lên. Bà lấy ra nghe, đầu dây bên kia chính là Minh Khang. Hắn nói với bà một câu gây sốc. Bà có biết ai là người đã giết chết Ngọc Hà không? Đó chính là con gái của bà đấy. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Một tiếng động nhỏ vang lên từ trên không, đúng chỗ bà Phượng đang đứng. Bỗng dầm một tiếng động, khiến những người có mặt trên phố lúc ấy giật mình. Một tấm biển quảng cáo to và nặng bị bung ốc và rơi xuống người của bà Phượng, khiến cho bà nằm trên mặt đất và hoàn toàn bất tỉnh thế nhưng người ta lại nhìn thấy minh khang cũng bị thương và gục xuống ngay gần đấy vương diễm từ xa thấy mẹ và người tình của mình bị như vậy thì chạy vội đến và đưa hai người đi cấp cứu trong lúc đi đến bên cạnh hai người cô ta đã kịp đưa mắt nhìn lên tòa nhà nơi tấm biển bị rơi xuống cô ta đã kịp nhìn thấy một bóng người bỏ đi ở trên tầng cao nhất như vậy thì chuyện này không phải là một vụ tai nạn bà Phượng và Minh Khang được đưa vào bệnh viện quốc tế ngay gần khu biệt thự mà vợ chồng của bà đang sống. Tình hình của bà Phượng rất xấu, bác sĩ tiền lượng bái không qua khỏi. Còn Minh Khang thì bị chấn thương nhẹ. Trong lúc bà Phượng đang được các bác sĩ cứu chữa, Vương Diễm và ông Vương đã bước vào phòng của Minh Khang để thăm hỏi hắn. Tình hình của Minh Khang không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn đã kịp đút lót tiền cho một vị bác sĩ ở đây để ông ta nói với hai bố con ông Vương rằng. Hắn có nguy cơ bị chấn thương sọ não. Lúc hai bố con ông Vương bước vào, Minh Khang cũng tỉnh dậy, hắn sốt sáng hỏi thăm bà Phượng, rồi khóc lóc nói rằng do mình không bảo vệ được cho bà ấy, để bà ấy gặp chuyện như vậy. Hắn diễn giống hệt nhiều lúc được mời đến đồn công an để điều tra về cái chết của Ngọc Hà, nên ai nhìn vào cũng tin tưởng hắn thật lòng. Sau khi hai bố con ông Vương đi rồi, mình Khang lén lút nhắn tin cho bác sĩ nói ông ta phải giấu ảnh chụp X-quang của mình thật cẩn thận để không bị ai phát hiện. Hắn không ngờ lúc này trong bệnh viện đang có một người muốn đột nhập vào phòng của bác sĩ đó để lấy trộm bức ảnh chụp X-quang của hắn. Người đó không ai khác chính là Ngọc Lan. Nhờ sự mách bảo của Ngọc Hà, cô có mặt ở quán cà phê nơi Minh Khang hẹn gặp bà Phượng, từ đó chứng kiến hết tất cả mọi hành động của hắn. Ban đầu Minh Khang không hề có ý định lao ra đỡ cho bà Phượng đâu. Chẳng qua là vì hắn đọc được tin nhắn của Vương Diễm, nói rằng mình đang ở gần đó, nên phải diễn, khổ nhục kế đến cùng. Người đàn ông này đúng là thậm độc, Ngọc Lan nghĩ. Vậy mà có lúc cô lại muốn nương tay cho hắn, tha cho hắn một con đường sống. Bây giờ cô cần phải có được tấm ảnh chụp ít quang của hắn để có thể tạo nên một bức tượng hoàn hảo Lần này cô sẽ không để cho Minh Khang sống trên cõi đời này nữa. Ngọc Lan đang ở trong phòng của tên bác sĩ hám tiền, tìm thấy tấm ảnh chụp X-quang của Minh Khang thì có một người bước vào. Cô chui xuống gầm bàn để trốn. Trong lúc này, cô nghe thấy một giọng đàn ông khô cứng nói chuyện với một tay bác sĩ. "Này, ông lo liệu mà lo cất giấu bức ảnh đó cẩn thận. Nếu như để lộ ra ngoài, tôi không chắc ông còn được làm việc ở đây hay là biến đi đâu đấy vâng tôi biết tôi sẽ luôn trung thành với ông minh khang biết như vậy là tốt ông khang sau này làm con rể của ông bà vương nếu như ông trung thành với ông ấy thì ông không cần phải lo cho tương lai của mình nhớ vâng vâng cảm ơn cậu minh khang đã chiếu cố thì ra bệnh viện này cũng là gia đình của họ vương thân thế của họ thật không phải dạng vừa Ngọc Lan nghe thấy tiếng sột soạt của tiền, rồi sau đó là tiếng bước chân ra khỏi căn phòng. Năm phút sau, Ngọc Lan mới chui ra khỏi chỗ nấp và tiếp tục tìm kiếm bức ảnh quan trọng. Mất thêm 10 phút sau, cô mới tìm thấy nó. Lần này thì Minh Khang không thể nào thoát được cái chết. Tấm ảnh này nếu gửi cho Vương Diễm hoặc là Vương Di thì Minh Khang sẽ chỉ phải ngồi tù. Nhưng đó không phải là điều mà cô muốn. Cô muốn hắn phải chết. Ngọc Lan giòn rén bước ra khỏi phòng của tên bác sĩ biến chất. Mở cửa ra không thấy ai, thì cô men theo hành lang để bước ra thang máy. Thế nhưng thật là không may cho cô. Khi thoát khỏi hành lang để rẽ vào thang máy, thì bóng của cô lại bị một người đàn ông trung thành với Minh Khang bắt gặp. Hắn ta quát lớn. Cô là ai? Ngọc Lan biết mình sắp bị lộ, thì chạy thật nhanh đến thang máy. Ấn liên tục vào nút mở. Mày sao thang máy đang không có ai sử dụng, nên chỉ chưa đầy một phút sau, cửa thang máy đã hé mở. Cô vội vàng chui vào đó và ấn nút đóng lại. Thang máy lao xuống tầng hầm nhanh thoăn thoắt như một mũi tên được bắn ra khỏi cung. Trái tim của Ngọc Lan đập thình thịch như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Phải thoát ra khỏi đây thì cô mới có thể yên tâm. Những con số cứ báo hiệu, số tầng cứ giảm dần. Cho đến tầng 7 thì thang máy dừng lại và cánh cửa được hé mở. Vương Diễm lúc này bước vào, trái tim của Ngọc Lan lúc ấy như ngừng đập, nhưng cô vẫn nhanh tay kéo chiếc mũ trên đầu xuống để che kín mắt, đồng thời đứng sát vào trong góc thang máy, như cố gắng che giấu bản thân mình. Vương Diễm nhìn thấy Ngọc Lan có biểu hiện giống rúi thì cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhấn nút B2 và đóng cửa lại. Hai người cứ như vậy đi chung trong một không gian kín, cho đến khi Vương Diễm nhận được một cuộc gọi từ bố mình thì ấn dừng thang máy và ra khỏi đó khi đến tầng số 5. Vương Diễm vừa bước ra thì Vương Di bước vào, hai chị em nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Vương Di bước vào không nhận ra Ngọc Lan đang đứng bên trong, đưa tay ấn vào B1. Nhìn thấy Vương Di, Ngọc Lan cảm thấy an toàn hơn, nhưng cô không muốn để lộ bản thân mình nên không lên tiếng. Thế nhưng thang máy mới xuống được tầng 4 thì điện thoại của Vương Di lại vang lên. Lấy điện thoại ra xem, là bố cô đang gọi Không hiểu có chuyện gì Thế nhưng Vương Di vừa alo xong Thì thang máy đột ngột ngừng hoạt động Cả thang máy rung lắc Đèn trong thang máy phụt tắt Khiến Vương Di buông sơ điện thoại Và vào người đang đứng đằng sau Lúc này Ngọc Lan mới lên tiếng Chị Di Ai đấy Lan sao Sao em lại ở đây Em đến thăm người ốm Chị đi thăm ai à Ừ chị đến đây thăm mẹ bà ấy vừa gặp tai nạn phải đưa vào đây tất nhiên là ngọc lan biết bà phượng gặp chuyện nhưng cô không thể nói cho vương di biết về mưu mô của minh khang ngay được ngọc lan nhặt điện thoại lên và đưa cho vương di nó lại đang rung lên vẫn là ông vương gọi vương di nhấn nút nghe máy bố ạ à, có chuyện gì ạ à? có người đột nhập vào bệnh viện sao ạ à? con đang ở trong thang máy nhưng mà thang máy ngược hoạt động rồi bố con không ra ngoài được chỉ nghe qua mấy câu đó, Ngọc Lan cũng hiểu chuyện gì sắp xảy đến. Đợi Vương Di nói chuyện xong, cô khẩn cầu Vương Di cầm giúp mình bức ảnh chụp X-quang của Minh Khang. Dù nét mặt của Vương Di tràn đầy sự thắc mắc, thế nhưng nhị tiểu thư nhà họ Vương vẫn đồng ý giúp đỡ cho Ngọc Lan, bởi vì cô thấy cô nữ sinh này còn đáng tin cậy hơn cả chị gái sinh đôi của mình. Hai người nói chuyện được mấy câu thì thang máy đã ngừng rung lắc, cánh cửa thang máy cũng mở ra. Ở bên ngoài chính là Vương Diễm. Tài bác sĩ biến chất, ông Vương và trên tay của cô ta đang cầm điện thoại. Vương Di thấy nhìn cảnh tượng này thì tỏ ra ngạc nhiên. Có chuyện gì mà mọi người đứng ở đây đông đúc thế À? Mau ra đây, đừng có làm mất thời gian. Vương Diễm lên tiếng ra lệnh cho em gái mình. Kể chị, có chuyện gì mà chị cứ hầm hầm lên thế? Chúng ta là chị em, Tại sao chị cứ làm cho mối quan hệ này trở nên cay đắng như vậy? Chính vì chúng ta là chị em, chị không muốn em bị người khác dắt mũi. Anh Tùng, anh nhìn xem, có phải cô ta là kẻ đột nhập vào phòng của ông không? Đúng, chính xác là cô ta. Tay chân của Minh Khang đưa mắt nhìn Ngọc Lan một lượt và khẳng định như vậy. Tại sao anh nói lại ngắt ngứ như vậy chứ? Ý mọi người là Ngọc Lan đột nhập vào phòng của bác sĩ Lực sao? Nếu mọi người nghĩ như vậy, thế thì tại sao? Không tìm kiếm thử xem. Vương Di lên tiếng, thật may lúc đấy cô mang túi sách to, nên có thể cất được tấm ảnh ít quang của Minh Khang. Mà sao mọi người không kiểm tra lại camera nhỉ? Camera chỗ ấy bị hỏng từ tối qua, còn chưa kịp sửa. Vương Diễm trả lời, giọng điệu chứa đầy sự cam ghét. Tại sao cô ta lại không phát hiện ra Ngọc Lan đứng trong chiếc thang máy này chứ. Nếu biết ý, thì cô ta không thể cho con mồi của mình thoát thân. Đã vậy lại còn cả cô em gái vô dụng của mình. Có vẻ nó đang muốn câu kết với Ngọc Lan đây. Cô gái kia, đưa ba lô của cô ra đây cho chúng tôi kiểm tra. Tất nhiên là Ngọc Lan ngoan ngoãn nghe lời. Ông Lực bác sĩ biến chất lục soát túi đồ của Ngọc Lan nhưng không tìm thấy tấm ảnh đành nói rằng mình không bị mất thứ gì dù đang cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ nếu như chuyện ông ta bắt tay với minh khang mà bị lộ ra ngoài ông ta chỉ có nước bán sới khỏi bệnh viện này thôi vương gì sau khi thấy mọi chuyện ổn hơn cô lên tiếng thế nào nếu như kiểm tra xong rồi thì chúng tôi đi được rồi chứ con chào bố đợi đã tiểu gì em quen biết con bé đó từ lúc nào đó không phải là chuyện của chị. Ngọc Lan, chúng ta đi thôi." Vương Di trả lời lạnh lùng, sau đó cầm tay của Ngọc Lan kéo đi. Vương Diễm quyết không để yên cho Ngọc Lan, bởi vì hình ảnh của cô ta gợi cho cô nhớ lại Ngọc Hà, tình địch đáng ghét của mình. Cô ta nhất định phải làm cho Ngọc Lan tan biến khỏi cuộc đời này. Buổi tối hôm đó trong nhà trọ của Ngọc Lan, thầy Trung có mặt để giúp cô hoàn thành tác phẩm dự thi cấp quận trong lúc hai người đang hăng say tập trung vào công việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa thầy trung lên tiếng ai đấy ở bên ngoài vẫn vang lên tiếng gõ cửa nhưng lẫn trong tiếng gõ cửa đó là những tiếng bàn luận rõ ràng con bé đó sống một mình tại sao lại có giọng đàn ông vang lên nhỉ chắc là người yêu của nó kệ chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã bàn đi nếu cần thì xử luôn cả hai đứa đó là những sát thủ do Vương Diễm cử đến. Chúng muốn lấy mạng của Ngọc Lan. Những tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Thầy Trung lặp lại câu hỏi, đồng thời đi ra gần cửa để nghe ngóng. Camera vừa bị hỏng, chưa kịp thay, nên thầy mới cảm thấy lo lắng như vậy. Từ sau khi hai anh em cùng vào phến chết, thầy cho Ngọc Lan nghỉ để có thể an toàn hơn. Nhưng không ngờ, vẫn có kẻ muốn đuổi cùng giết tận cô gái mà thầy yêu thương. Dí sát tài vào cánh cửa, thầy trung cố gắng nghe mọi động tĩnh ở bên ngoài có vẻ những kẻ lạ mặt đó đã bỏ đi ngọc lan cũng ra đứng gần thầy trung hết nhìn thầy bằng ánh mắt lo lắng lại dò xét cô biết có những kẻ đứng đằng sau cánh cửa không mang lại điều gì tốt đẹp thầy trung nói với ngọc lan hình như bọn chúng đi rồi bây giờ thầy phải về em nhớ về cẩn thận dù cho dù có bất cứ ai gọi em không được mở cửa nghe chưa nhưng mà thầy về bây giờ liệu có an toàn không ạ à? không sao đâu không ai làm gì được thầy đâu em phải hết sức cảnh giác những kẻ xấu vẫn chưa buông tha cho em mà em có thể nói cho thầy biết là ai ai đang muốn hãm hại em có được không nói thật với thầy là em không biết có lẽ là loại tội phạm giết người hàng loạt không phân biệt tuổi tác giới tính địa vị xã hội có lẽ công an sẽ sớm điều tra ra thôi bây giờ em ngủ sớm thầy về đây Ngọc Lan rất muốn nói với thầy Trung là thầy ở lại với cô. Bởi vì bây giờ cô sợ thầy ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cô không thể. Cuối cùng chỉ đành nói thầy hãy chờ thêm một lúc nữa rồi hãy đi. Khoảng trường 30 phút sau, không thấy ở bên ngoài cô động tĩnh gì, thầy Trung mới chào tạm biệt Ngọc Lan và ra về. Thầy hẹn cô tối mai lại đến đây để giúp cho cô hoàn thành tác phẩm dự thi. Cô ra ngoài tiễn thầy, và rất muốn đi xa hơn, nhưng lại bị thầy Trung ngăn lại. Em vào nhà đi, nhớ, không được mở cổng cho bất kỳ ai. Hẹn sáng ngày mai, gặp em trên giảng đường. Ngọc Lan cứ đứng yên nhìn theo bóng của thầy Trung. Cô biết tình cảm của thầy dành cho mình, và cô đang khổ sở che giấu tình cảm của mình dành cho thầy. Bởi nếu chuyện này để cho nhiều người biết, thì cả hai phải chịu nhiều đàm tiếu. Thế nên cô chỉ biết đè nén trong lòng dù điều đó làm cho cô đau khổ rất nhiều mỗi lần đến trường cô thấy thầy trung có biểu hiện thân mật với đồng nghiệp hay là một cô sinh viên nào khác là trong lòng của cô lại có sự ghen tức nhưng cô không dám biểu lộ chỉ lặng lẽ quay đi ngọc lan không hề biết rằng thầy trung cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô có cử chỉ gần gũi với các bạn nam sinh khác nhưng thầy không thể làm gì để cấm cản có lẽ phải đến khi ngọc lan ra trường hai người mới có thể trao tình cảm cho nhau mà không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì. Sau khi thầy Trung đi được 15 phút, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngọc Lan đang dở tay trao chuốt tác phẩm của mình, thì cô phải ngừng lại, khẽ khàng đi ra ngoài để nghe ngóng. Những tiếng gõ cửa cứ vang lên dồn dập, giống như thúc giục bắt buộc cô phải lên tiếng. Ai đấy? Chúng tôi là công an khu vực, được lệnh cấp trên phải đến đây kiểm tra. Vì có người báo ở đây, có chứa chấp người trái phép. Chứa chấp người trái phép sao? Những tên sát thủ này nghĩ ra một lý do hay thật. Chúng cho rằng cô dễ dàng bị chúng qua mặt sao? Không một chút do dự, Ngọc Lan lên tiếng. Xin lỗi, giờ này muộn rồi. Tôi không thể mở cửa cho bất cứ ai. Có việc gì sáng mai các vị quay lại. Câu nói này của cô làm những tên sát thủ nổi giận. Chúng không đóng kịch nữa, mà chốt hết sự bực tức lên cánh cửa nhà trọ của cô. Thấy như vậy Ngọc Lan cũng không vừa. Cô đe dọa bọn chúng. Các anh làm cái trò gì thế? Nếu như các anh không mau rời khỏi đây, tôi gọi công an bây giờ. Câu nói này mang hai tác dụng. Hai tên sát thủ đành bỏ đi và không dám quay trở lại. Chấp nhận trở về để nghe những lời mắng nhất của Vương Diễm. Khu nhà trọ này không trung chủ Phần lớn những người ở đây đều đi về tự do Nên không ai quan tâm đến hàng xóm của mình Nhưng an ninh thì khá tốt Nên chưa bao giờ xảy ra những chuyện mất cắp Dù có đi cả ngày mà quên khóa cửa Thì đồ đạc để bên trong cũng không bị mất Có lẽ do bà chủ nhà có quan hệ tốt với công an Nhưng mọi người vẫn nói với nhau như vậy Chỉ có cô sinh viên Ngọc Lan Mới hay gặp phải những chuyện Tay bay vạ gió Một giờ sáng Ngọc Lan đang say giấc nồng thì ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên nhẹ nhẹ. Chủ nhân của nó đang đi lên từng tầng một để tìm kiếm Ngọc Lan, nhưng không muốn bị ai phát hiện. Người đó tự trách bản thân mình ngốc nghếch, đêm hôm như thế này rồi mà còn đi lang thang. Tại sao không về nhà để chui vào trong chăn ấm nệm êm, có phải là tốt hơn không? Có lẽ vì tính cách lương thiện, không để cho người đó được yên, bắt họ về tìm ra Ngọc Lan để trả lại món đồ đó cho cô trước khi bị sự tò mò đầy đến bờ vực. Thúc ép làm chuyện chính bản thân người đó không muốn, xem trộm đồ của Ngọc Lan gửi. Ngọc Lan tỉnh giấc giữa đêm, không biết là do trực giác mách bảo hay do Ngọc Hà kêu gọi. Đi lại lang thang trong khu nhà trọ của mình, tay cầm sẵn chiếc chày bằng gỗ dùng để giã thuốc. Như đang muốn bắt kẻ tò mò, đang đi lại trong địa bàn của mình. Đèn trong khu trọ đã tắt đi tối om ngọc lan đưa tay bật đèn ngoài hành lang để nhìn cho rõ nhưng cũng không được lâu bởi vì có người nhắc nhở đêm hôm thế này rồi đừng có bật đèn để cho người ta còn ngủ chứ thế là không gian lại tối tăm như cũ ngọc lan đi trong bóng tối không phát ra một tiếng động cứ thế cho đến một góc khuất thì có một bàn tay giơ ra tóm chặt lấy vai cô ngọc lan chưa kịp a à lên một tiếng thì một bàn tay đưa ra để bịt chặt lấy miệng của cô Cô cứ tưởng rằng đó là tên sát thủ đang chờ trực để ám hại mình. Nhưng không, đó là Vương Di. Không chỉ Ngọc Lan bị cô nhị tiểu thư nhà họ Vương làm cho hoàng sợ, mà Vương Di cũng bị biểu hiện của cô làm cho giật mình. Em làm gì mà đi trong bóng tối thế này? Lại còn cầm gậy. Em cứ tưởng có kẻ xấu đến ám hại mình. Không ngờ lại là chị. Mà chị đi đâu? Vào buổi đêm thế này. Chị đến phòng tìm em. Phòng trọ của em đâu? Phòng trò của em ở cuối tầng 2 Mà sao chị không gọi cho em Chị gọi chị nhắn tin cho em Có được đâu Ôi thôi chết Chắc em tắt điện thoại đi ngủ Mà thôi chị vào phòng trọ của em đi Vừa ngồi xuống ghế Vương Di đã đưa lại cho Ngọc Lan Bức ảnh chụp x quang của Minh Khang Được bọc kỹ trong phong bì có màu vàng Vẫn phẳng phiu Không có chút gì là đã bị mở ra Để xem trộm Ngọc Lan cầm luôn thứ tài liệu quan trọng đó và hỏi Vương Di. Chị đã mở ra chưa? Em nghĩ cái gì thế, chị không bao giờ làm như vậy. Nhưng trong đó là thứ gì? Vương Di nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Dạ không có gì đâu chị. Nếu không có gì thì tại sao biểu hiện của em ở bệnh viện lại hoàng hốt như vậy? Mọi người lúc đó đang tìm kiếm em. Em có thể giải thích cho chị có được không? Chị không muốn tiếp tay cho một tên tội phạm. Em không phải là tội phạm. Em cũng không lấy thứ gì có giá trị cả. Chính chị cũng nhìn thấy khi người ta lục soát túi sách của em rồi mà. Em có thể không lấy thứ gì có giá trị. Nhưng còn thứ em đang cầm trên tay thì sao? Từ nhỏ, chị được dạy là không được tùy tiện xem trộm đồ của người khác. Nhưng bây giờ thì chị lại thấy hối tiếc về điều đó. Em có thể cho chị xem. Thứ đang ở trên tay của em ngay bây giờ không? Nhưng mà Chị chỉ được xem thôi, chị đừng hỏi em bất cứ điều gì liên quan đến nó, có được không? Vương Di gật đầu, còn Ngọc Lan thì đặt chiếc phong bì xuống bàn và nhẹ nhàng mở nó ra. Cũng may tiền bác sĩ không nhập tên của Minh Khang vào, nên Vương Di có xem cũng không thể biết được chủ nhân của tấm ảnh chụp X quang này là ai. Thế nhưng Vương Di vẫn chưa hết hoài nghi. Đây là ảnh của ai mà tại sao em lại muốn lấy nó? chị hứa là không hỏi em bất cứ điều gì liên quan đến nó rồi cơ mà chị thấy rồi chứ em không làm điều gì xấu cả vậy đợi chị nghe điện thoại một chút alo tao nghe ừm anh thư đấy à về nước khi nào thế vương di đang nói chuyện với một trong những người bạn ăn chơi của mình họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc ngọc lan không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng ở bên này thì cô chỉ nghe thấy vương di tiếp tục nói ừ tao rủ thêm một người bạn đi cùng bắt buộc phải là nữ có đúng không ừ, ừ, ừ. ngọc lan lúc này đang cất tấm ảnh chụp x quang của minh khang nên không nhìn thấy ánh mắt hài lòng của vương di nhìn mình nói chuyện với bạn xong vương di chào tạm biệt ngọc lan chị về đây lúc nào dành chị qua nhé dạ vâng ạ à, chị về cẩn thận mà này chị xin lỗi vì đến đây quấy giày em lúc nửa đêm thế này dạ không có gì em em phải cảm ơn chị mới đúng ngọc lan định ra tiễn vương di nhưng cô nghe thấy tiếng nói của ngọc hà để cho cô ta tự đi ở bên ngoài có người đang canh chừng cánh cửa phòng trọ của ngọc lan đóng lại ngay sau khi vương di đi ra khỏi chỗ đó bọn sát thủ đang lờn vờn bên ngoài chờ trực cơ hội vào đây để ám hại cô chắc chắn chúng là do vương diễm cử đến mà không cũng có thể là minh khang bởi vì cô đang giữ một thứ quan trọng của hắn. Sáng hôm sau khi đi học hay là đến buổi trưa được về nhà, Ngọc Lan luôn phải đi cùng một ai đó để tránh bị những tên giết người có cơ hội ra tay. Tối hôm ấy, thầy Trung lại đến nhà trọ của cô để cùng hoàn thành tác phẩm dự thi. Trong lúc hai người đang hăng say làm việc thì những tiếng gõ cửa lại vang lên. Thầy Trung lại ra hiệu cho Ngọc Lan im lặng và lên tiếng. Ai đấy? Ở bên ngoài ngay lập tức có tiếng trả lời. Chúng tôi là dân phòng đang đi tuần, gần đây ở khu vực này có hiện tượng tụ tập để sử dụng ma túy. Anh chị mở cửa ra để chúng tôi vào kiểm tra. Chúng tôi không làm gì trái pháp luật. Nếu như các anh là dân phòng thì tôi gọi cho công an phường để xác minh. Nghe thấy như vậy, tiếng nói ở bên ngoài ngưng bặt, đoán chắc những kẻ lạ đó đã bỏ đi. Thầy Trung lại hỏi cô. Tôi hôm qua sau khi thầy về có xảy ra chuyện gì không? Dạ, họ quay lại, mạo danh là công an. Nhưng em không mở cửa, không ngờ tối nay họ lại tiếp tục đến à? Hết công an rồi lại dân phòng. Xem ra những kẻ này càng lúc càng liều lĩnh. Thôi, chúng ta tiếp tục đi. Muộn rồi, hay thầy về đi. Em tự làm tiếp. Ngọc Lan không muốn thầy Trung ở lại quá muộn. Bởi vì sợ khi thầy về sẽ có những chuyện không may xảy đến. Cũng được, nếu có khó khăn gì em cứ gọi cho thầy Mà phải rồi Dù có bất cứ ai gọi cửa Em không được mở đấy nhá Thầy Trung nói xong Xách cặp vào quần áo đi ra khỏi phòng trọ của Ngọc Lan Khi thầy đi gần xuống bãi đỗ xe Những thiên sát thủ nấp trong bóng túi lao ra Đập mạnh vào đằng sau ót của thầy Khiến cho thầy choáng váng và ngất xỉu Chúng mang thầy vào trong một góc tối Rồi trói lại Lục túi lấy điện thoại của thầy Rồi thì thầm với nhau cái này sẽ lừa được con bé đó còn thằng này cứ để cho nó nằm ở đây đi điện thoại của thầy trung lúc này mờ lên trên màn hình xuất hiện một chiếc tên thầy không muốn nhớ đó chính là anh thư cô ta là người yêu cũ của thầy trung nhưng phản bội thầy để đi theo một người đàn ông giàu có và bây giờ sau bao nhiêu năm vùng vẫy chân trời góc bể thì lại muốn tìm về với người có thể đem đến cho mình bình yên một tên nói với tên còn lại thằng này nhìn vậy mà đào hoa gớm nhỉ điện thoại của ngọc lan run lên vì có tin nhắn cô đang làm giờ bức tượng của minh khang thì ngừng tay cầm điện thoại lên xem hóa ra là của thầy trung nhắn tin thầy nói với cô rằng mình để quên một món đồ ở nhà cô và muốn quay trở lại lấy những dòng chữ này làm cô rất nghi ngờ và đưa mắt tìm kiếm khắp nhà thấy thầy ấy không hề để quên thứ gì ở đây với lại cách nhắn tin mọi khi của thầy không giống như thế này có khi nào lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên ngọc lan giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài có khi nào là thầy trung quay lại hay không 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 thể nào là thầy ấy được ở bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên ngọc lan không biết mình phải làm gì bởi cô nghĩ rằng ở bên ngoài kia không phải là thầy trung ngọc lan nín thở để làm một phép thử cô lấy điện thoại của mình để gọi cho thầy ở bên ngoài tiếng chuông vang lên, sau đó lại bị tắt đi. Cùng với đó là tiếng bước chân bỏ đi. Ngọc Lan cảm thấy thật sự khó hiểu. Nếu không phải là thầy Trung, thì chả nhẽ những tên sát thủ ấy đã tấn công và lấy đi chiếc điện thoại của thầy để lừa cô sao? Bây giờ cô phải làm gì đây? Nếu những tên sát thủ đang còn lần vờn bên ngoài, thì bây giờ cô ra đó càng nguy hiểm. Nhưng nếu như cô không ra, thì bọn chúng có hãm hại thầy Trung hay không? Nghĩ mãi không tìm ra được câu trả lời Lại thêm phần lo lắng cho thầy Ngọc Lan quyết định đi ra ngoài tìm Cô không thể bỏ mặc thầy ấy được May sao khi cô vừa ra ngoài Thì ở hành lang xuất hiện thêm mấy người nữa Đồng thời lúc ấy Có những tiếng nói xôn xao Ở dưới bãi đỗ xe Có người bị tấn công đấy Ai thế? Ai bị làm sao à? Có một thanh niên bị tấn công Nghe vậy thôi là cô hiểu Ngọc Lan cùng với những người có mặt ở đó Chạy xuống xem quả nhiên thầy trung là người bị hại thầy được mọi người đưa đi cấp cứu đồ đạc của thầy cũng bị hai tên sát thủ vứt bừa bãi dưới đất mọi người chỉ nói với nhau rằng có thể thầy bị bọn cướp tấn công ngọc lan thì chỉ biết im lặng trước chuyện đó cô hiểu thầy trung đã vì mình mà gặp họa hy vọng thầy không bị làm sao nếu không cả cuộc đời này ngọc lan không thể nào tha thứ cho mình sau khi thầy trung được đưa vào bệnh viện Bác sĩ làm đủ các thí nghiệm rồi chụp chiếu. Thầy may mắn không bị tổn thương hay ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần nằm viện một thời gian là khỏi ngay. Ngọc Lan vào viện chăm sóc thầy từ đêm qua. Sáng hôm sau có các giảng viên và sinh viên khác vào. Cô mới quay trở về. Mình Anh cũng đến thăm hỏi thầy. Sau đó hai cô gái cùng về nhà trọ của Ngọc Lan. Ngọc Lan không giấu giếm gì chuyện xảy ra tối qua. Mà kể hết cho Minh Anh nghe. Mình Anh nghe xong chỉ biết dặn dò bạn cẩn thận nhưng ngọc lan thì lại nói từ nay cậu hạn chế đến nhà mình nhé cũng đừng tiếp xúc với mình quá gần gũi để tránh bị vạ lây ừ mình sẽ hạn chế đến nhà cậu nhưng ở trường chúng ta có thể giao tiếp như bình thường tớ không tin kẻ xấu có thể làm hại được tớ giữa thanh thiên bạch nhật đâu mà cậu báo với công an vụ này chưa chắc chắn họ điều tra để tìm ra hung thủ sát hại thầy trung chứ tớ tôi chưa báo tại sao chả nhẽ cậu biết ai là người hãm hại thầy chung à tớ biết vì tớ mà thầy bị liên lụy tớ muốn trực tiếp ra tay để trả thù kẻ hại tớ và hại thầy nhưng đó là ai cậu có thể nói cho tớ biết được không cậu không nên biết vì rất nguy hiểm từ nay cậu phải làm theo lời của tớ đừng đến đây quá nhiều và mang họa tớ không thể nào trơ mắt đứng im nhìn cậu trả thù một mình như vậy được tớ tớ đi bảo với anh thiên minh nhé nếu như cậu còn coi tớ là bạn thì cậu không được nói chuyện này với ai minh anh à tớ xin cậu nhưng nếu như cậu gặp nguy hiểm thì sao mẹ cậu mất rồi cậu đang còn em trai cơ mà nếu chẳng may cậu có mệnh hệ gì thì hiếu nó trông cậy vào đâu tớ sẽ tự lo cho mình minh anh à chỉ cần cậu giữ bí mật chuyện này giúp tớ ngọc lan nhìn minh anh bằng ánh mắt van nài minh anh không thể nào không thông suốt nhưng mà làm cách nào đây để có thể hiểu được ngọc lan cô chỉ biết bây giờ bạn mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm nhưng lại không muốn tin tưởng ai và vì thế nên vô tình liên lụy đến cả thầy giáo có lẽ minh anh sẽ nói chuyện này cho thiên minh để anh ấy tùy cơ hành động còn trước mặt thì cô sẽ coi như không biết gì hai cô gái nói chuyện với nhau thì một lúc nữa rồi Minh Anh cáo từ Còn Ngọc Lan tiếp tục nặn bức tượng của Minh Khang Có tấm ảnh chụp ít quang của hắn Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều Sau khi bức tượng này hoàn thành Cô sẽ khiến Minh Khang phải chết Một cách vô cùng đau đớn Anh Thư là người yêu cũ của thầy Trung Liên lạc với người yêu của mình mãi không được Thì cô ta đến tận trường hỏi thăm Và được biết chuyện thầy Trung bị tấn công phải nhập viện cô ta mua hoa quả và quà đến tận nơi để thăm non tỏ ra mình là một người khéo léo đảm đang trước mặt mọi người thầy chúng đang hôn mê bất tỉnh nên không biết sự có mặt của cô ta nếu không ấy thầy không bao giờ hài lòng và đuổi cô ta đi lập tức thầy sẽ không bao giờ quên chuyện cô to cắm lên đầu mình những chiếc sừng vừa to vừa dài vừa nhọn như thế nào ngọc lan thì không biết rõ quá khứ của hai người nên cô không thể mặt dày ở lại đây bên cạnh thầy Trung khi mà chị Anh Thư nói với cô. Chuyện ở đây có chị lo rồi, em cứ về đi. Dẫu sao cô gái này cũng là người yêu của thầy, mà cô đâu có tư cách gì mà đòi thay thế cô ta để chăm sóc cho thầy cơ chứ. Ngọc Lan chạnh lòng khi nghĩ như vậy, cô lùi thùi sách túi đi ra khỏi phòng bệnh của thầy Trung trước ánh mắt hà hê của anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Lòng Người được viết bởi tác giả Đặng Thùy Dương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 7 của câu chuyện này. Chúng ta chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 vào trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và Tâm An xin bật mí cho quý vị, đó chính là cô gái anh Thư quay trở về và tiếp tục làm khó cho cô gái ngọc lan của chúng ta liệu rằng cô gái ngọc lan đến lúc nào đây mới có được hạnh phúc và cái câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng lần sau chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại